Hello, xin chào tất cả anh em nha. Đây là kênh YouTube Máy Thủy Nhật, mình là Nghiêm. Hôm nay sáng hôm nay mình test cho anh em xem một em Yanmar 3Z15 nè. Máy đổ rất là chuẩn hả? Khỏi suy nghĩ chất lượng luôn. Tiếng nữa đâu nè, không có nước khói luôn. Và em này mình có thể coi qua rồi, nhớt rất là mới nha. Thì anh em nhớt rất mới. Nhớt mới tinh luôn á. Nhớt mới tinh luôn anh em ơi. Rất là mới. Giờ mình test thử chất lượng em xem thôi. Em thấy rõ mình cò ở trong rồi, nó mới cực kỳ luôn. Cái màu sơn quất cái màu trắng luôn, cái màu sơn trắng luôn nha, rất mới luôn. Đây là địa chỉ 688/2 kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Em này là 3Z15, có tông 91 năm 55 mã lực, hộp số chuyền 5 tua 20 nha. Máy rất là chuẩn luôn, không có suy nghĩ về chất lượng nữa. 5 tua 20 không có miếng khói luôn, hơi hám là tuyệt vời, không ai thừa nè. Tổng lượng em này là khoảng cỡ 5,5 kg nha. 3Z15 ngồi rất là đẹp luôn, ngồi rất là chuẩn. Giờ mình sẽ nạp ra thử cho anh em chất lượng hơi hám thế nào cho anh em rõ, ra lớn thế nào luôn. Anh em quan tâm vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Muốn xem hình ảnh thì kết nối Zalo, mình sẽ gửi hình ảnh cho anh em xem. Cảm ơn anh em đồng hành với kênh nha. Rồi mình sẽ test ra lớn cho anh em xem nha.